Chào mừng các bạn đến với kênh Team Mobile, kênh chia sẻ ứng dụng trò chơi thủ thuật hay dành cho điện thoại. Hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ nhấn vào cái chuông sát bên để nhận cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello các em, chào mừng các em đã quay trở lại với lại cái channel của mình. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ với cái chủ đề hình nền. Và bộ hình nền hôm nay mình sẽ chia sẻ với các em là bộ hình nền gốc cho Android. Và ở cái bộ hình nền lần này thì chúng ta sẽ tổng hợp những cái hình nền gốc chất lượng cao 2K, 4K của điện thoại Realme 8 Pro này, OnePlus 9 Pro này, Nubia Black Magic 6 này, Meizu 18 và Lava Magum gì đấy, và Infinix Smart 5. Đại khái là những cái hình nền gốc của những cái máy này. Thì các em có thể tải về để trải nghiệm độ gió cho điện thoại của mình ha. Bây giờ mình sẽ qua cái bộ hình nền của Realme 8 Pro đi. Mở lên cho các em xem thử. Ok. Đây. Thì nó sẽ ra cái hình nền như thế này, chất lượng cao nha. Và có thể chúng ta để full nè. Đẹp, rất là đẹp ha. Nhìn rất là rõ luôn. Ok, ngon. Stock. Đây là bộ hình nền stock nha. Bộ hình nền gốc của máy luôn ấy. Ha. Rất là đẹp. Và mình thấy là Realme 8 này có bộ hình nền khá là ngon ha. Các em có thể tải về trải nghiệm cái bộ này. Chất lượng rất là cao, rất là đẹp ha. Đây là bộ của Realme 8. Và bây giờ mình sẽ đến với bộ của OnePlus 9 Pro. Rồi nhấn OnePlus 9 này. Mở lên luôn, full cho dễ nhìn ha. Đây. Đẹp. Đây, bộ OnePlus này đẹp ha. Và cam đoan với các em là bộ hình nền này là chất lượng cao ảnh gốc luôn ha. Không bị vỡ ảnh và không bị mờ nhòe gì hết. Mình sẽ đi hết cái bộ hình nền của OnePlus. Ngon lành ha, rất đẹp, rất là lung linh ha. Đấy, đi sơ qua một dọc cho các em xem. Rồi mình sẽ đến cái bộ của Nubia Black Magic 6. Rồi đây, đây bộ này hình như là nó đánh vào cái màn hình AMOLED hay sao á, mà cái màu tối nhiều lắm. Đây, rất là đẹp ha. Ồ, hay nè, hình nền này hay nè, đẹp nè ha. Các em thấy đẹp không? Đẹp chưa? Các em thấy đẹp chưa? Phong cách kiếm hiệp cổ trang này khá là đẹp. Phải nói là rất đẹp chứ không phải là khá đẹp với cái này mà. Đây. Độ phân giải rất là nét à. Mình full đến mức độ này luôn mà các em thấy này, không bị vỡ ảnh gì hết. Rất là nét nha. Tôi đi một dọc những cái hình nền này cho các em xem luôn á. Ha. Rất là đẹp. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái bộ hình nền của Meizu 18 Pro Stock. Đây là bộ hình nền gốc luôn ha. Kiểu này thì nó bình thường quá nhưng mà cũng chất lượng cao đấy. Ờ, hình nền này đẹp nè. Hình này đẹp, tôi kết hình nền này nè ha. Kiểu này phong cách này nó cũng giống như là của iOS, Apple ấy. Ơ, cái này cũng đẹp này. Nhìn hình nó lung linh này, nó đẹp nè, màn hình AMOLED mà cài hình nền này phải nói là bao đẹp luôn. Tôi thích kiểu như là những hình nền mà nó full màu như thế này nè. Nhìn nó tinh tế. Đẹp quá. Mới đầu mình nghĩ là nó không đẹp nhưng mà về sau những hình nền ở phía sau thì nó đẹp quá này mà. Quá đẹp. Mình sẽ đến với lại bộ hình nền của Infinix Max. Ô, đây nó chỉ có khoảng mấy hình thôi. Cũng khá đẹp. Nhưng mà mình không đánh giá cao về cái bộ này. Ở đây thì mình thấy cái bộ của Meizu 18 đẹp này. Nó tập trung vào những hình nền từ cái hình nền này đổ về sau là nó đẹp ha. Còn bộ của Nubia Black cũng đẹp với cái này mà. Đây, cái đoạn này. Từ đoạn này đổ về sau nè. Phong cách kiếm hiệp khá là đẹp với lại phong cách game ấy. Đẹp lắm. Rồi mình sẽ thử cài một cái hình nền cho cái bộ này xem. Nó đẹp hay không. Rồi kể thử ha, chọn hình ảnh này. Đây này, Meizu 18. Đây, khá đẹp ha. Rồi đặt làm hình nền luôn này. Chọn hình chính này, thoát ra. Đây, và rất là nét, nhìn nó đẹp lắm. Không vỡ, không mờ, không nhòe gì hết. Chất lượng cao hình nền gốc của điện thoại Android trên những cái dòng máy này luôn. Thì các em nào quan tâm đến hình nền cài đặt cho điện thoại để chúng ta có những cái phong cách đẹp hơn, đổi gió thì các em có thể tải về thông qua cái link mà mình có để trong phần bình luận bên dưới video này ha. Rồi, cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu như mà các em quan tâm đến ứng dụng nào hoặc là game nào thì các em hãy để lại bình luận bên dưới thì mình sẽ tìm cho các em những cây game hoặc ứng dụng đã mod số quảng cáo để chúng ta có những cái trải nghiệm tốt hơn. Rồi chào các em và hẹn gặp lại các em trong những chia sẻ những video tiếp theo ha. Goodbye.